Hãy cảm nhận tinh thần Nhật Bản cùng câu chuyện Aji Ngon. Mẹ ơi! Chào con! Hôm nay mẹ có bất ngờ cho con. Là gì vậy mẹ? Món ngon con thích với Aji Ngon. Hạt nêm Aji Ngon chế biến từ xương và thịt chất lượng, được chọn lọc kỹ lưỡng theo công nghệ Nhật Bản, chiết xuất trọn vẹn, hương vị đậm đà cho món canh, món kho. Mai nữa nha mẹ. Aji Ngon chứa trọn tinh thần Nhật Bản. Aji Ngon.